kênh review nhà View Home 12. Hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn một căn nhà nằm trên trục đường Lê Văn Cương, quận 12, phường Thế Hàm nha các bạn. Đây là hẻm 1 xẹt đường Lê Văn Cương. Từ đây ra đường Lê Văn Cương thì chúng ta chỉ khoảng 100m thôi. Đó là hẻm 1 xẹt. Hẻm đây là hẻm xe hơi, hai xe hơi lách nhau, cánh nhau và thoải mái. Và đây là căn nhà mà hôm nay tôi sẽ muốn giới thiệu cho các bạn phát xem. Rồi, đây là hướng nhà chúng ta có là hướng nam, chánh nam. Và căn nhà được xây dựng và hoàn thiện với nội thất là rất là cao cấp. Ở cửa phía trước chúng ta thấy là có một lớp cửa sắt rất là chắc chắn, nặng nha các bác, cửa bốn cánh sắt, sơn tĩnh điện. Và lớp tới đó là một khoảng sân có khoảng 2m. Đấy, chủ nhà kêu một khoảng 2m. Căn nhà được xây dựng trên diện tích là 4m bề ngang và chiều sâu là 15m. Thì tới cái khoảng sân ở phía trước chúng ta có thể dùng để xe Honda, xe hai bánh. Thì tiếp đến là cái cửa chính vào nhà lại là cũng là một lớp cửa bằng gỗ tự nhiên bốn cánh. Nội thất đây như tôi thấy là nội thất là làm cực kỳ là tỉ mỉ, đẹp, sang trọng. Cửa nhé, hệ thống khóa cửa cũng rất là tốt nha các bác. Rồi, như vậy chúng ta cũng ở vị trí ở đây là vị trí phòng khách của nhà. Phòng khách của nhà thì chúng ta thấy là được hoàn thiện với nội thất cực kỳ là cao cấp. Sàn, tường, lát tường được ốp gạch cao 1m2. Ở phía bên đây chúng ta có một cái tủ cái kệ cát tường. Đấy, tủ kệ leo tường, tủ kệ tóc tường bằng gỗ tự nhiên, và phía sau là có một cái lớp kính soi cho kệ bay các mặt đồ trang trí. Đó, hệ thống chiếu sáng chúng ta thấy là trần thạch cao và đèn led chiếu sáng. Chứ điều đó bạn, chứ điều đó bạn nhìn mơ nó nhìn thấy cái mốt thì cứ tưởng là chủ nhà sẽ làm sẵn cho chúng ta mình cái máy lạnh, nhưng mà không phải. Đây là cái máy remote của quạt trần hiệu Panasonic, cũng là đồ tốt nha các bác. Hàng này cũng là hàng Trung Quốc cao tiền ở trong thị trường hiện nay rồi. Tạm sẵn tặng cho khách mua nhà. Kế đó chúng ta sẽ đến khu vực cầu thang để lên lầu, và phía sau đây là khu vực bếp của gia đình và toilet. Toàn bộ bên cạnh này thì thấy là gia chủ là ốp gạch lên đường cao 1m2 hết. Khu vực bếp đây chúng ta thấy đó là nhà làm sẵn từ bếp trên dưới bằng gỗ tự nhiên. Với đồ chi tiết rất là tỉ mỉ và hoàn thiện cao. Bên đây có gắn sẵn cái đường dây điện để mà gắn máy hút bụi tập bếp. Vách của bếp thì là ốp kiếm cường lực để cho dễ dàng vệ sinh. Mặt bàn bếp là mặt đá hoa cương màu đen. Đây bếp ở dưới đó. Hoàn thiện rất là tỉ mỉ nhé. Đồ hoàn thiện đấy, đồ hoàn thiện cao. Chúng ta bên này có là đây là cái chậu đun rửa loại hai nguồn bằng inox có cắm xay này đấy. Ở phía đối diện của bếp thì chúng ta thấy là chủ nhà đã làm đây là một hệ thống này sân mài và đèn sáng mắt tường. Ở trần của bếp thì cũng được ốp gạch đèn cao, đèn chùm và hệ thống đèn chiếu sáng. Hiếm khi chúng tôi đi review nhà mà gặp được một căn mà cái đồ hoàn thiện đẹp và chi tiết như thế này. Đây là khu vực giếng trời và toilet của tầng trệt. Thì phía đây chúng ta sẽ thấy là chủ nhà đã
làm một bức tranh bằng gạch men, cũng là loài tốt, loài loài cao cấp đấy. Bức tranh này khổ là khoảng 1m2 cho nhân 2m. Toàn bộ bên này là ngũ cảnh hết, và đây là toilet của tầng trên. Hệ thống cửa ấy, gia chủ cũng làm một hệ thống cửa cao cấp, cửa nhựa. Nhựa lõi nhá, cửa nhựa, cửa loài Euro window đấy. Cửa cũng cao cấp, bồn cầu một khối. Thứ hai cái đồ xả vòi xịt và sen tắm sen cây. Cái này là có rất nhiều chức năng, mình cứ mở té té như thế. Đây này, dí giữ đồ xả vòi. Vì dí rồi thôi tắt đi thì đã ướt hết dơ nhằn. À, phía bên đây chủ nhà làm sẵn cái đường nước chúng ta để đặt máy giặt đây không? Máy giặt để đổ điện vào ống phát. Rồi như vậy là chúng ta đã tham quan xong tầng trệt của căn nhà, tiếp tục chúng ta sẽ cùng bước lên tầng 2. Thì đây là vị trí của cầu thang. Phía đối diện chúng ta là đã đặt một ba bức tranh khung gỗ, tranh gì sơn vàng, sơn đỏ nước vàng. Phía đây là phong độ thờ. Tiếp tới là má thành công và vườn xuôi gió, để chúc cho gia chủ là làm ăn là vườn xuôi gió, gia đình ấm cúng. Thì đi lên cầu thang chúng ta thấy là cầu thang cái sổ rất là rộng, vừa đi tay thì lan can bằng gỗ kết hợp với kính cường lực và đất đi nóc. Mặt đá của cầu thang là gỗ bằng đá kim sa màu đen. Rồi đến chúng ta đến đây là chiếu nghỉ của tầng trệt. Như vậy chúng ta thấy là mỗi chiếu nghỉ của việc chủ nhà đều có một bức tranh sơn tường, sơn mài như thế này. Nhưng mà ở mỗi vị trí thì các bức tranh có màu khác nhau. Rồi như vậy là ở mỗi tầng của căn nhà phía trên chúng ta thấy là chủ nhà kia mỗi tầng là có hai phòng ngủ phía trước và phòng ngủ ở phía sau. Chúng ta mời các bác này tham quan phòng ngủ phía sau. Như vậy là tôi thấy là cửa ra vào của tất cả các phòng ngủ là cửa gỗ đấy. Như vậy chúng ta thấy là chủ nhà làm cửa trong nhà cửa gỗ, còn cửa tiếp xúc ở phía ngoài là cửa Euro window loại cao cấp. Kể cả cửa trước toilet cũng là đồ tốt luôn, hoàn thiện rất là kỹ. Đây khung cửa nó dày này các bạn. Gạch men bên này tốt, cao đến 2 mét.
rất là sạch sẽ. Rồi tiếp tục tham quan phòng ngủ bên trước các bác. Rồi cũng là khung cửa gỗ, cửa ra vào phòng là cửa gỗ, cửa vào toilet cái gì đấy, cửa phía ngoài là cửa loại aluminium. Đấy, toilet bên này trong này cũng giống như toilet phía sau luôn, toilet khép kín hoàn toàn. Ở phòng ngủ bên trước gia chủ làm sẵn một cái tô bên này có thể làm cái tủ ấm tường và hệ thống, nói chung là bài trí cũng giống vậy thôi, đèn led chiếu sáng và đặt tay cao. Phòng ngủ phía trước chúng ta có cửa sổ và cửa đi chính ra ban công phía trước. Đây, vậy tốt hết đấy các bác. Nhà cũng đã lắp sẵn đèn rồi. Và đây là phong cảnh xung quanh thôi các nhà. Rồi nó đóng cửa đây lại. Rồi như vậy là chúng ta đã qua xong tầng 1 của căn nhà. Tiếp đến thì mời các bác lên tham quan lên lầu 2. Và như vậy là cũng là thêm một bức tranh sân ngoài nữa ở khu vực ở đây. Và như vị trí tôi đứng ở đây là tầng 2 của căn nhà cũng được bố trí giống với tầng 1 của căn nhà, hai phòng ngủ với mỗi phòng vệ sinh khép kín lên ở phía trước và phía sau. Rồi chúng ta xem lướt qua nhé. Đây, cửa sổ đang nhét trời. Rồi tiếp tục chúng ta di chuyển lên ở trên lầu 3 của căn nhà để tiếp tục tham quan. Rồi như vậy chúng ta có thể thấy là ở phía trên đây chúng ta sẽ có khu vực chính trời ánh sáng của chúng ta và phòng này chúng ta có thể dùng phòng sách chặt nữa vì bố trí có bố trí sẵn rồi nước cấp và ống cấp sàn của để có thể gắn được cái nhà và sân phơi ở phía sau. Cửa ra vào cũng là một vài cửa nữa các bác, tất cả đều là lắp đồ tốt hết, ổ khóa kim long, có kim long. Rồi đây là khu vực sân phơi ở phía sau, thì chúng ta sẽ có một cái giếng trời nhỏ
Đây là mặt kiếm cường lực này. Đây là giấy trời. Đây khu vực sân sau thì chủ nhà làm với khung sắt bảo vệ che toàn bộ rồi. Được ống thông hơi và ống máy lạnh gắn ở thế này. Đó. Tiếp tục đi ra phía trước đây. Ở phía trước này chúng ta sẽ có một cái phòng nhỏ nhỏ. Phòng nhỏ. Diện tích cái phòng là một nửa phòng ngủ thôi. Có thể dùng làm phòng thờ. Cửa bên này thì nhà làm cửa không hết. Và bước ra đây là sân trường phía trước. Rồi như vậy là tôi đã dẫn các bạn đi tham quan xong ngôi nhà ở trục đường Lê Văn Cương, đường hẻm. Từ vị trí nhà đây đi ra ngoài đường Lê Văn Cương là chỉ 100m thôi nhé các bác. Căn nhà nằm trên trục đường Lê Văn Cương, đường hẻm Lê Văn Cương, hẻm hai hẻm ô tô đánh nhau. Với giá 4,2 tỷ thì các bạn có thể sở hữu một căn nhà với một trệt, 3 lầu. Đó. Nhà chúng ta có là nhà hẻm hướng nam. Chỉ 4,2 tỷ thôi và sở hữu luôn căn nhà và với hoàn thiện với nội thất là rất là cao cấp. Chúng ta bố trí là một trệt 2 lầu, phòng khách, phòng bếp, toilet ở tầng trệt. Ở lầu 1, lầu 2 chúng ta có 4 phòng ngủ với mỗi phòng vệ sinh khép kín riêng. Ở trên lầu trên cùng chúng ta có phòng giặt, sân thường, sân phơi phía trước phía sau và phòng thờ. Tổng diện tích sử dụng của căn nhà này là 240m². Rồi video của chúng tôi đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì hãy like, subscribe kênh để ủng hộ kênh nhé. Xin chào tạm biệt.